Thưa quý vị, hôm nay ngày lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ, chúng ta tạ ơn quý cô chú quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh đã chiến đấu để bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Biết bao nhiêu người đã nằm xuống, biết bao nhiêu người đã hy sinh một phần thân thể cho quê hương, biết bao nhiêu người đã chịu cảnh tù đày khổ nhục khi biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975. Để cho chúng ta, những người Việt lưu vong ở hải ngoại, được hai chữ tị nạn. Và từ đó, con cháu chúng ta mới có được như ngày hôm nay. Ơn này không bao giờ trả hết. Và để cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hiểu rõ hơn những gì cha ông của họ đã trải qua và ai là người đã gây ra thảm họa cho dân tộc Việt Nam. Hôm nay, Vũ Nhân xin được mời quý vị chia sẻ tâm tình của người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhà văn chiến trường Phan Nhật Nam. Ông là một sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã bị tù Cộng sản trong nhiều năm. Tôi mới tù 14 năm. Bây giờ cái nạn nhân đầu tiên của cái chiến tranh từ 1912 tháng 9 1946 cho đến ngày 30 tháng 4 75. Ai là người đầu tiên chịu cái gánh nặng lớn nhất của chiến tranh, đó là người lính. Và tôi gọi đó là người lính Việt Nam. Và người lính đó đã trải thân trên giữ Hà Nội ngày 19 tháng 12 1946. Người lính đó đã trải thân trên Hồng Cúm Hiêm Lam ở trận Điện Biên Phủ. Người lính đó đã trải thân ở Cổ Thành Quảng Trị. Người lính đó đã giữ Hoàng Sa Trường Sa ngày 19 tháng 2 năm 1974. Người lính đó đã giữ Trường Sa năm 1988. Vâng, người lính đầu tiên là phải chịu trước. Nhưng sau cùng một lần với người lính là người Việt Nam. Và tất cả là tôi nghĩ rằng đây là một cái sự tốt lành nhất để cho người Việt Nam thấy rằng cái hiểm họa gớm ghê nhất là hiểm họa ở đâu? Hiểm họa đó là chính là cái Đảng Cộng sản thành lập cái ngày 3 tháng 2 năm 1930. Hoạn nạn, những cái tai họa của Việt Nam 46, 54, 60, 68, 72, 75 và tiếp tục hiện tại. Thì chúng tôi tất cả là một cái mẫu số chung. Đó là cái thảm họa chung của dân tộc Việt Nam mà người lính là cái người gánh đầu tiên. Thưa quý vị, nhìn lại những sự kiện của lịch sử, bất cứ thể chế nào, chế độ nào làm trái lòng dân đều phải bị sụp đổ. Ý dân là ý trời, nên ông bà ta có câu: quân nhất thời, dân vạn đại. Vũ Nhân chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.